Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tìm hiểu về phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Thìn. Tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi, sát chủ ngày Giờ Dậu, thụ tử ngày Giờ Thân, nguyệt phá ngày Giờ Tỵ. Trước khi đi tìm hiểu những ngày tốt của tuổi Thìn, chúng ta cùng đi tìm hiểu những ngày xấu cần phải tránh. Ngày xấu cần tránh đặc biệt trong tháng 10 âm lịch của tuổi Thìn gồm có ngày Tam Nương, ngày Con Nước, ngày Nguyệt Phá, Xung Tuổi, Xương Công Kỵ, Sát Chủ, Thụ Tử và Thiên Điện Chuyển Sát. Quý vị thân mến, chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết về ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương cần tránh việc ăn hỏi, cưới xin. Trong đó cụ thể, ngày Tam Nương gồm có ngày mùng 3 âm lịch là ngày Giáp Tý, ngày mùng 7 âm lịch là ngày Mậu Thìn, ngày 13 âm lịch là ngày Giáp Tuất, ngày 18 âm lịch là ngày Kỷ Mão, ngày 22 âm lịch là ngày Quý Mùi và ngày 27 âm lịch là ngày Mậu Tý. Ngày Con Nước gồm có ngày 11 âm lịch là ngày Nhâm Thân, ngày 25 âm lịch là ngày Bính Tuất. Nguyệt phá gồm có những ngày Tỵ, tất cả những ngày Tỵ đều là ngày xấu. Trong tháng 10 âm lịch có Kỷ Tỵ là ngày mùng 8, ngày 20 là ngày Tân Tỵ, là ngày Nguyệt phá, bỏ. Xung tuổi gồm có những ngày Tuổi Tuất, trong đó Tuổi Tuất thì còn ngày mùng 1 âm lịch, Nhâm Tuất. Xương Công Kỵ là ngày 23 âm lịch, là ngày Giáp Thân. Sát chủ gồm có những ngày Dậu, trong tháng 10 âm lịch có 12 âm lịch Quý Dậu và 24 âm lịch Ất Dậu là ngày sát chủ, bỏ. Thụ tử gồm những ngày thân đều là những ngày xấu, trong đó đã bỏ từ trước. Thiên địa chuyển sát gồm có Bính Tý và Nhâm Tý, trong đó Nhâm Tý không có trong tháng 10 âm lịch, chỉ còn Bính Tý là ngày 15 âm lịch. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày xấu trong tháng 10 âm lịch đối với tuổi Thìn. Sau khi tìm hiểu những ngày xấu xong, chúng ta cùng đến với những ngày tốt của tuổi Thìn. Chúng ta cùng đi tìm hiểu cụ thể. Đầu tiên là Giáp Thìn, sinh năm 1964, lộc tồn, thần tài và quý nhân gồm có những ngày Dần, Sửu và Mùi. Trong đó, ngày Dần gồm có ngày mùng 5 âm lịch, Bính Dần, 17 âm lịch, Mậu Dần và 29 âm lịch là Canh Dần. Bên cạnh đó còn tuổi Sửu và tuổi Mùi. Tuổi Mùi thì còn ngày mùng 10 âm lịch là ngày Tân Mùi và ngày Sửu gồm có mùng 4 âm lịch Ất Sửu, 16 âm lịch Đinh Sửu và 28 âm lịch Kỷ Sửu. Bên cạnh đó địa chi của tuổi Thìn có Nhị Hợp và Thiên Mã là ngày Dậu và ngày Dần. Ngày Dậu trùng với ngày sát chủ nên là ngày xấu. Ngày Dần thì có ngày mùng 5, 17, 29 âm lịch trùng với cả Thiên Can, Lộc Tồn, Quý Nhân. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày Bính Thìn, sinh năm 1976. Bính Thìn có ngày thần tài và quý nhân vào những ngày Tỵ, Dậu, Hợi, trong đó Tỵ là ngày nguyệt phá không được. Dậu trùng với ngày sát chủ không được. Hợi thì có ngày mùng 2 âm lịch là ngày Quý Hợi, ngày 14 âm lịch là ngày Ất Hợi và ngày 26 âm lịch là Đinh Hợi. Địa chi tuổi Thìn có Nhị Hợp và Thiên Mã là ngày Dần, gồm có mùng 5 âm lịch Bính Dần, 17 âm lịch Mậu Dần và 29 âm lịch Canh Dần. Tiếp theo, chúng ta cùng đi tìm hiểu Mậu Thìn, sinh năm 1988. Mậu Thìn có thần tài và quý nhân vào những ngày Tỵ, Sửu, Mùi, trong đó Tỵ trùng với nguyệt phá. Tuổi Sửu
có ngày mùng 4 âm lịch, 16 âm lịch và 28 âm lịch. Tuổi Mùi thì có những ngày mùng 10 âm lịch. Địa chi nhị hợp thiên mã có ngày tuổi Dần. Địa chi nhị hợp thiên mã có ngày Dần là ngày mùng 5 âm lịch, 17 âm lịch và 29 âm lịch. Canh Thìn sinh năm 2000 có lộc thần tài và quý nhân vào những ngày sau. Ngày Thân, Sửu và Mùi, trong đó ngày Thân đã bị gạch bỏ trùng với ngày Thụ tử. Sửu và Mùi, Sửu thì có mùng 4 âm lịch, 16 âm lịch, 28 âm lịch. Mùi thì có ngày mùng 10 âm lịch. Bên cạnh đó, địa chi của tuổi Thìn. Bên cạnh đó, địa chi của tuổi Thìn có Dậu và Dần, trong đó có ngày mùng 5, 17 và 29. Cuối cùng là Nhâm Thìn, sinh năm 1952 và 2012, có thần tài và quý nhân gồm những ngày sau. Gồm những ngày Dậu, Ngọ và Dần. Trong đó, ngày Dậu thì trùng với ngày sát chủ, không được. Ngày Ngọ thì có mùng 9 âm lịch là Canh Ngọ và 21 âm lịch là Nhâm Ngọ. Dần có ngày mùng 5 âm lịch, 17 âm lịch, 29 âm lịch. Những ngày Dần trùng với cả địa chi nhị hợp thiên mã. Nên trên đây là tất cả những ngày đẹp của từng tuổi một và ngày xấu cụ thể, chi tiết. Bây giờ chúng ta cùng đi tổng quan lại. Bây giờ chúng ta cùng đi tổng quan lại hành trình Giáp Thìn sinh năm 1964 có ngày mùng 4 âm lịch là ngày đẹp, mùng 5, mùng 10, 16, 17, 28, 29 âm lịch. Bính Thìn sinh năm 1976 có ngày mùng 2 âm lịch, mùng 5 âm lịch, 14 âm lịch, 17 âm lịch, 26 âm lịch và 29 âm lịch là đầy đủ. Mậu Thìn sinh năm 1988 có những ngày âm lịch mùng 4, mùng 5, mùng 10, 16, 17, 28, 29. Canh Thìn sinh năm 1920 có mùng 4, mùng 5, mùng 10, 16, 17, 28, 29 âm lịch. Nhâm Thìn sinh năm 1952, 2012 có ngày mùng 5, mùng 9, 17, 21, 29 âm lịch. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.